Mọi người thường hay nghe rằng khi ngân hàng có món nợ xấu thì ngân hàng sẽ bán món nợ xấu này cho VAMC. Vậy VAMC là gì? Và trong clip này em sẽ chia sẻ về VAMC và cách hoạt động của VAMC như thế nào. VAMC là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. VAMC này sẽ thuộc quản lý của ngân hàng nhà nước. Và VAMC là một trong những công cụ đặc biệt của nhà nước ra đời với các chức năng như sau: một, xử lý nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính; hai, là giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng; ba, là thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý với nền kinh tế; bốn, là giãn thời gian xử lý nợ cho các ngân hàng. Và nợ các ngân hàng sẽ chia làm 5 nhóm. Khi những ngân hàng có nợ xấu trên 3% thì bắt buộc phải bán nợ xấu này cho VAMC. Quy trình xử lý nợ xấu của VAMC như sau: ngân hàng có nợ xấu thì họ sẽ chuyển về cho VAMC, và sau đó VAMC sẽ phát hành lại cho ngân hàng một loại trái phiếu đặc biệt với lãi suất là 0 đồng, thì cái khoản nợ xấu đó trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng thì sẽ tạm thời mất đi. Và trái phiếu đặc biệt đó sẽ được trích lập dự phòng vào bảng cân đối kế toán 5 năm và có thể đem đi tái chiết khấu tại ngân hàng nhà nước với lãi suất hấp dẫn. Với mục đích là giãn thời gian xử lý nợ cho ngân hàng, có nghĩa là cho ngân hàng thời gian 5 năm để xử lý nợ xấu, và mỗi năm ngân hàng phải trích lập dự phòng là 20%. Nếu sau 5 năm mà ngân hàng không xử lý được nợ xấu thì cũng đã trích lập hết cục nợ đó rồi. Còn sau 5 năm mà ngân hàng xử lý được cục nợ xấu thì ngân hàng sẽ đem cái trái phiếu đặc biệt đó trả về cho VAMC và sẽ thu lại được là 85%. VAMC sẽ được hưởng 15% để bù cho chi phí hoạt động. Lưu ý là VAMC hoạt động công khai, minh bạch, hạn chế rủi ro và chi phí quản lý nợ xấu, không theo nguyên tắc lấy thu bù chi và không vì mục tiêu lợi nhuận. Em mong là những điều em vừa chia sẻ sẽ giúp quý anh chị nhà đầu tư hiểu thêm về VAMC. Nếu thấy hữu ích thì hãy like, theo dõi và ủng hộ em nha.